Ô tô 360 xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Rất vui được gặp lại quý vị và các bạn ở video ngày hôm nay. Thưa với quý vị và các bạn, mấy hôm trước thì chúng tôi cũng đã mua được chiếc xe Toyota Yaris G màu trắng 2017. Thì ngày hôm nay tôi lại tiếp tục mua được một chiếc xe Toyota Yaris phiên bản G màu đỏ. Chiếc xe này được sản xuất năm 2015 quý bạn nhé. Phiên bản này là cũng là phiên bản G nhưng nó khác với phiên bản hôm trước. Phiên bản này là sản xuất tại Thái Lan nhưng phiên bản 1.3 số tự động quý bạn nhé. Và ở cái phiên bản G này thì quý bạn cũng đã biết rồi, nó cũng giống như những chiếc xe Toyota Vios, phiên bản G là phiên bản đầy đủ rồi các bạn nhé. Được trang bị khóa thông minh, đè nổ, start top. Và nhìn về phần bên ngoài thì các bạn, đó phân biệt khác với những chiếc xe phiên bản E, đó là phiên bản G được trang bị đèn pha bi xenon đông các bạn nhé. Option thì đầy đủ nhất rồi. Và đặc biệt ở chiếc xe này thì tôi muốn giới thiệu đến quý vị và các bạn là chiếc xe này đã được chủ xe độ lên rất là nhiều đồ, từ màn hình Android, camera lùi, cảm biến lùi và hệ thống âm thanh rất là hay. Và chiếc xe này độ lên rất là nhiều tiền các bạn nhé. Chiếc xe này được đăng ký tên tư nhân và đăng ký cuối năm 2015, lăn bánh được hơn 8 vạn km rồi quý vị các bạn nhé. Chiếc xe này thì chúng tôi cam kết với quý vị và các bạn là không tai nạn, không gặp nước, keo chỉ nguyên bản và máy móc còn nguyên bản. Chiếc xe này chúng tôi đang bán với giá là 379 triệu đồng thưa quý vị và các bạn. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Yaris phiên bản G 2015 này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để thì chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ những kênh ô tô 360 chúng tôi và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đang lên trên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Và chiếc xe này thì tôi cũng xin chia sẻ thật với quý vị và các bạn là chiếc xe này là chúng tôi cũng vừa mới mua về được trong buổi chiều ngày hôm qua. Còn chưa có rửa, chưa có dọn dẹp gì cả các bạn ạ, còn nguyên bản hết đây. Mua về cái là tôi có mới tháo cái biển ra để đi làm thủ tục thu hồi biển số nhé, thu hồi đăng ký, thu hồi biển số để trả lại cho chủ cũ. Vì bây giờ là từ 15 tháng 8 là biển số định danh rồi, cho nên là cứ mua bán xong là chúng tôi phải rút hồ sơ, tức là thu hồi đăng ký biển số để trả lại cái đăng ký và biển số cho chủ cũ. Còn bây giờ chúng ta mua xe về là chúng ta đi sang tên và được bấm biển mới nếu như chúng ta chưa có biển số định danh. Còn nếu như có biển số định danh mà đang chưa được đăng ký vào xe nào thì chúng ta phải dùng cái biển số định danh đó quý vị các bạn nhé. Đấy, một chiếc xe là rất là đẹp, còn nguyên bản, cho nên là tôi mới quay chi tiết cho quý vị và các bạn xem là nó còn nguyên bản như này. Quý vị và các bạn mới nào mà đang quan tâm đến chiếc xe này mà đến xem xe tại cửa hàng chúng tôi thì tôi cũng khẳng định với quý vị các bạn, đến xem xe thì nó sẽ đẹp hơn rất là nhiều. Vì lúc đó tôi đã dọn dẹp rồi, đánh bóng rồi đấy. Còn bây giờ nó đang mộc, nó rất là mộc vì nguyên bản chưa có dọn dẹp, chưa có đánh bóng gì cả quý vị các bạn nhé. Vậy nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Yaris phiên bản G 2015 màu đỏ này thì hãy liên hệ ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để thì chúng tôi tư vấn. Hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này ạ. Ở Toyota Yaris thì nó cũng giống như những chiếc xe Toyota Vios. Hàng Vios là xe lắp ráp trong nước, còn Toyota Yaris là xe nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan quý vị các bạn nhé. Thì ở trên thị trường Việt Nam mình nó có rất là nhiều phiên bản Yaris nhập khẩu bạn ạ. Yaris nhập từ Trung Đông, sản xuất tại Nhật. Còn Toyota thì phân phối những dòng xe Yaris nhập khẩu được sản xuất tại Thái Lan, nhập trực tiếp từ Thái Lan về Việt Nam quý bạn nhé. Nó có những phiên bản là 1.3 và 1.5. Trong những phiên bản 1.3 hoặc 1.5 này đều được phân ra làm hai phiên bản nữa là phiên bản E và phiên bản G. Phiên bản E là cái phiên bản thiếu đồ các bạn ạ. Đấy, được trang phiên bản E lại trang bị nó ít đồ hơn so với phiên bản G. Phiên bản G thì được trang bị đầy đủ option hơn, ví dụ như option là khóa thông minh, đè nổ, start top,
điều hòa tự động, nội thất ghế da và hệ thống đèn là đèn pha bi xenon các bạn nhé. Đấy là ở cái phiên bản Toyota Yaris G như chiếc xe này đây ạ. Đấy, chiếc xe này được sản xuất năm 2015 và được trang bị động cơ VVTi 1.3 lít quý vị các bạn nhé. Rất tiết kiệm nhiên liệu các bạn ạ. Nếu như quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Yaris G thì chắc chắn là quý vị và các bạn cũng đã từng nghiên cứu về những chiếc xe, những phiên bản Yaris các bạn nhé. Đấy, thì quý vị các bạn nào mà đang quan tâm đến chiếc xe Toyota Yaris G 2015 này thì hãy nhấc máy gọi ngay theo số hotline của ô tô 360 chúng tôi đang để phía dưới góc bên phải màn ảnh quý vị và các bạn đang xem đấy ạ, là 0905 608 883 để được chúng tôi tư vấn, hoặc chúng tôi có thể mời quý vị và các bạn qua địa chỉ cửa hàng chúng tôi ở số 318-320 đường Nguyễn Xiển, Hà Nội để được xem xe và lái thử trực tiếp chiếc xe này. Quý vị và các bạn đang theo dõi clip thì xin quý vị và các bạn hãy like clip, hãy đăng ký kênh để ủng hộ cho kênh ô tô 360 chúng tôi, và cũng là để đón xem những video mới nhất, những chiếc xe mới nhất chúng tôi đăng lên kênh ô tô 360 nè. Cảm ơn quý vị và các bạn rất là nhiều. Xin phép quý vị và các bạn cho tôi được dừng video ngày hôm nay tại đây và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi video. Xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Thank you.